Như lời đã hứa, tôi sẽ thực hiện một cái clip riêng về con đại cơ động nỗ lực ha. Các bạn nhìn đi, các bạn liên tưởng đến cái hợp thể nào trước đó, thẳng thắn đi nào, đó là hợp thể. Bây giờ tôi bù cho các bạn bằng cách đó, tôi sẽ cho các bạn xem cái hộp mệnh đựng đại cơ động nỗ lực lớn ha. Đây, 11cm đúng luôn ha. Tôi sẽ gấp kết hợp hai cái hợp thể cơ động lớn này thành đại hợp thể cơ động G6 bộ lớn cho các bạn xem ha. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh con lớn với con nhỏ từ trên xuống dưới nha các bạn. Rất là cứng các bạn ha. Nào, còn chờ gì nữa? Bắt đầu thôi.